Còn máy này thứ nhất là mình thấy là nặng, hai chi phí sửa chữa thay thế đắt, nhiều nhược điểm. Tốc độ vòng quay chậm, tải thì khỏe, nhưng mà vụt cước mà không có tốc độ vòng thì thế anh em. Cái nhược điểm này rất là nguy hiểm, đó chính là hơi liền lốc khi bạn hỏng, bị hỏng hơi ấy, thì các bạn sẽ phải thay cả lốc. Đối với một cái máy mà hơi liền lốc rồi thì mà thay lốc thì không còn cái gì cả. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Trước mặt tôi đây là chiếc máy cắt cỏ Honda UMK450. Đây là model máy cắt cỏ của Honda công suất lớn nhất trong tất cả các dòng máy 4 kỳ hiện nay đang bán mới tại thị trường Việt Nam. Ngày trước thì các bạn biết đến Honda chủ yếu là Honda GX25 và Honda GX35 thôi, đúng không? Và đây là Honda UMK450 sử dụng động cơ GX50 lớn nhất. Ở Honda thì piston của nó chỉ có 39 ly thôi, nhưng con này động cơ của nó lên đến 43 ly. Đây là mẫu máy mà mình khuyên khách hàng rất là nhiều là không nên chọn lựa. Bởi vì sao? Theo mình quan điểm đấy thì cái thương hiệu Honda thì nó rất là mạnh, chất lượng của Honda rất là ok. Tuy nhiên nó sẽ mạnh về những dòng máy động cơ 4 kỳ. Nhưng đối với những cái máy công cụ ngoài trời như là máy cưa xích hay máy cắt cỏ thì những cái động cơ 4 kỳ theo mình nghĩ là nó không phù hợp. Bởi vì khi mà các bạn cắt cỏ thì các bạn cần tốc độ nhanh, cần sát nhẹ, thì động cơ nguyên lý của động cơ 4 kỳ nó không phù hợp với cái điều đó. Tế ra thì ngày trước thôi thì rất nhiều bác chưa sử dụng Honda thì nghĩ rằng Honda nó rất ok. Tuy nhiên là khi đã trải nghiệm rồi thì đều biết rằng nếu bác nào mà cần cái công suất lớn, cần cái hiệu năng cao, hiệu suất cao thì ít người sử dụng Honda. Rồi, tuy nhiên đối với một số khách hàng thì thương hiệu Honda nó ăn vào rất sâu trong tiềm thức rồi và bắt buộc đối với họ chỉ chọn Honda thôi, mặc kệ, không quan tâm đến người bán hàng có tư vấn ra làm sao hoặc những người khác có chia sẻ như thế nào về Honda, chỉ có một niềm tin mãnh liệt về Honda và chỉ chọn Honda thôi. Thì đây là lựa chọn theo mình nghĩ là phù hợp với những khách hàng đó. Rồi, Honda đây là chiếc máy UMK450. Chiếc này thì piston của nó 43 ly, công suất của nó cực kỳ lớn so với các cái dòng máy cắt cỏ 4 kỳ. Dòng này thì sản xuất nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan và các bạn có thể nhìn thấy đầu máy đây, thiết kế cực kỳ lớn luôn. Honda UMK450 hiện tại trên thế giới hàng nhái, hàng giả rất nhiều rồi. Tuy nhiên ở Việt Nam mình, do ngay kể cả cái hàng chính hãng này chưa bán được bao nhiêu, chính vì vậy cái hàng copy của UMK450 cũng chưa có tại thị trường Việt Nam. Nhưng mình nghĩ rằng nếu trong thời gian tương lai mà UMK450 bán được nhiều thì chắc chắn lại có hàng nhái. Có cung thì sẽ có cầu thôi, không tránh khỏi đâu anh em ạ. Rồi, cái đặc điểm thì các bạn có thể thấy được Honda UMK450 này. Ở trên đây nó sẽ có cái tem này, GI2 này, rồi nó có số series này, có dập lốc GX50 này. Đây là ốp dập của Honda nhá. Đấy, tem của nó là tem phản quang. Trên cái ốp dập này nó sẽ có dòng chữ Made in Thái Lan. Trên cái tem này nó sẽ có chữ Honda GX50. Anh em lưu ý nhá, GX50 là tên của động cơ, còn tên của cả cái máy này là máy cắt cỏ Honda UMK450. Lưu ý nhá. Rồi, dòng này thì nó sử dụng một cái bộ cần tương tự với bộ cần của Honda UMK435 thôi, chứ không có gì cả. Dòng này thì nó đóng liền nguyên chiếc chứ không phải đóng giòn. Đấy, tay lái này, giảm tay ga bóp này. Đấy, bọc ni lông. Trên cần thì nó sẽ có số series nhá. Trên cần thì nó sẽ có số series và dòng chữ Made in Thái Lan. Rồi, thế thôi, không có gì quá đặc biệt. Đây là phần đầu bò của nó, nhìn khá là đẹp. Anh em có thể nhìn đầu bò này. Đây là đầu bò này. Đẹp phết đấy chứ nhỉ. Đó, ok. Các bạn mua Honda UMK450 sẽ có đồ theo là một quyển sách hướng dẫn này. Đây, UMK450 này được in tại Thái Lan, nhà máy Honda Moto Owner Manual. Cái này là sách hướng dẫn sử dụng này. Có một cái máng chắn này. Đa phần thì mình thấy nhiều bác chẳng dùng máng chắn này đâu. Biết luôn là trong cái dịp này thì các bạn mua sẽ được tặng một chiếc áo mưa của Honda. Để áo mưa này mình xác nhận là dùng được. Bởi vì mình dùng rồi. Áo mưa này. Áo mưa này là áo mưa chùm nhá, không phải áo mưa bộ đâu. Cái áo mưa này, dây đeo, mình thấy chối nhất cái dây đeo. Nhiều anh em ạ. Máy như này mà sử dụng cái dây đeo quá khắm. Đeo này không có cái dây đeo Vinod. Sử dụng cái dây đeo này thì đúng lỗi rồi. Rồi một hôm mà về đau ê ẩm người luôn. Không chấp nhận được. Ôi, đây, luôn cho anh em xem. Đây, dây đeo một vai nhá. Dây đeo này thôi các bạn bỏ đi. Theo mình nghĩ khi mua máy này mua thêm một cái dây đeo Reload 280.000 nữa dùng nó mới dùng được. Chứ cái dây đeo mà một vai như thế này thề các bạn luôn. Ừ thì nó không bị rối rắm thật. Đấy, nó không bị rối thật, đúng không? Nhưng mà các bạn đeo dùng một ngày xem. Với cái máy xác này thì thôi rồi. Này, nhìn cái khóa nhìn không ngửi được. Hơi lở.
Honda Thái ơi, Honda Thái hơi khinh người Việt Nam đấy. Trong này có một tool kit chứ. Đây một bộ tool này. Tool này thì trong này có hai cục giác, một cái cale, một đầu 10, một đầu 8, một cái tròng ở buji. Đây có thêm một con dao này thì ngon. Con dao này còn phết đấy anh em ạ, dày 2.0. Dao này thì mình nghĩ là đặt tại nhà máy Sanyo ấy, đi hệt luôn. Đấy, dao này thì 35 phân. Nếu các bạn mua những cái dao này chạy ngon đấy, 1.400.000 thì mình thấy còn đắt hơn cả Thụy Điển. Điển đắt hơn cả TG53. Nói chung ấy, UMK450 này thì Honda ra mắt chỉ phục vụ được một số đối tượng gọi là fan trung thành của Honda thôi, cuồng Honda thôi, thích Honda thôi. Và ở những cái địa hình cỏ nó không quá lớn thì dùng máy này. Còn máy này thứ nhất là mình thấy là nặng này, hai chi phí sửa chữa thay thế đắt, nhiều nhược điểm. Tốc độ vòng quay chậm, tải thì khỏe, nhưng mà vụt cước mà không có tốc độ vòng thì phế anh em ạ. Nó có những cái nhược điểm mà mình thấy nó không phù hợp. Ba nữa là có một cái nhược điểm này rất là nguy hiểm, đó chính là hơi liền lốc. Khi mà các bạn bị hỏng hơi ấy, thì các bạn sẽ phải thay cả lốc. Mà đối với một cái máy mà hơi liền lốc rồi thì mà thay lốc thì không còn cái gì cả, đúng không? Còn cái gì đâu, một cái máy mà thay hơi liền lốc rồi thì chả còn cái gì cả, giữ lại cuộn điện à, cái chế quả khí à, cái vỏ ốp giật, chả còn gì nữa, đúng không? Nên cái này nó khá là dở. Còn đối với những dòng máy hai kỳ mà các bạn hỏng hơi thì thay hơi thôi, lốc trước vẫn giữ lại bình thường, chả vấn đề gì cả. Khá là nhiều những cái điểm. 6.4 triệu, mức giá này cũng rất là khó tiếp cận. UMK 435 thì 5.5 triệu, thằng này 6.4 triệu, tức là đắt hơn 900. Tính ra nó đắt hơn cả Kawasaki đến 6-780.000, đắt hơn Hu khoảng tầm 500.000. Đắt chứ mà đắt, như mình nói rồi, nó chỉ phục vụ những đối tượng khách hàng là fan của họ thôi, hoặc là những bác nào có tuổi một chút, tức là bác rất là, tức là về cái quan điểm về thương hiệu của các bác ăn quá sâu vào tiềm thức nó rất khó thay đổi, không thể nào mà tư vấn được thì chọn em này. Ôi, nói chung nó vẫn có những cái ưu điểm của nó thì các bạn thấy không, không phải pha nhớt, đỡ phải lằng nhằng. Hai nữa là không bị ồn, êm hai kỳ thì ồn lắm. Thứ ba nữa là không khói, dòng hai kỳ pha thì khói dòng này thì không khói. Đấy, đó là những ưu điểm của thằng này. Với cả đối với xăng trắng thì tất nhiên rồi, khi mà các bạn để lâu ngày sẽ dễ nổ hơn. Đấy, nó có những cái ưu điểm của nó đấy, chứ không phải không đâu. Tuy nhiên là những cái ưu điểm này nó lại không mang tính chất quyết định quá nhiều đối với việc mình lựa chọn một chiếc máy cắt cỏ hiệu quả hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mình hy vọng rằng sau khi xem xong video này, các bạn đã biết thêm một cái dòng máy và các bạn có thêm góc nhìn về những cái thương hiệu. Liệu có phải là một cái thương hiệu mạnh thì sản phẩm, bất kỳ một sản phẩm nào của nó cũng tốt không? Không phải đâu nhá. Rồi tùy theo cái nguyên lý hoạt động của từng cái máy nó có phù hợp không. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để tiếp tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.